Vậy thì trước khi đi vào chủ đề ca dao dân ca, cô sẽ và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cái câu ca dao thông qua các hình ảnh. Trò chơi có tên là ai nhanh hơn nhìn hình ảnh và đoán bài ca dao ha. Đây là hình ảnh tay, cả hai bàn tay. Đây là hình ảnh đôi chân. Thì các em liên tưởng đến bài ca dao nào? Hình ảnh tay và chân, các em liên tưởng đến bài ca dao nào? Cô mời Đăng Vĩ nào. Cô là anh em như thể tay chân rất lành đùm bọc, giúp nhau đỡ đần. Rồi cô cảm ơn bạn Đăng Vĩ. Bạn Đăng Vĩ trả lời đúng nhưng mà đọc cái bài ca dao thì chưa chính xác. Bạn nào có thể đọc lại cho chính xác nào? Mời bạn Hoàng Anh nào. Chúng ta đọc đây là anh em như tay với chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần ha. Rồi cô cảm ơn bạn Đăng Vĩ. Rồi bài ca dao thứ hai, chúng ta chú ý vào hình ảnh tiếp theo. Đây là cái mái nhà. Đấy, mái nhà ngày xưa thì làm bằng tranh nên là có những cái nuột lạt để buộc. Đấy, bạn nào liên tưởng đến bài ca dao nào nào, nhìn những cái hình ảnh này liên tưởng đến bài ca dao nào? Xin lỗi, cô mời bạn Minh Đức nào. Cô thấy bài ca dao nói lên nuột lạt mái nhà, bao nhiêu nuột lạt nhóm bài bấy nhiêu. Rồi cô cảm ơn bạn Minh Đức, bạn rất là giỏi. Đó là bài ngó lên nuột lạt mái nhà, bao nhiêu nuột lạt nhớ ông bà bấy nhiêu. Nuột lạt tức là những cái kia thanh, những cái dây bằng tre bằng nửa để buộc lại cái mái tranh cho nó chặt chẽ ha. Rồi tiếp theo hình ảnh những con gà và đàn gà, chúng ta liên tưởng đến cái bài ca dao nào? Đây là hình ảnh một đàn gà mẹ đang ấp đàn gà này. Hình ảnh đàn gà đang đi ăn cùng nhau và hình ảnh hai con gà đang đá nhau. Cô mời bạn Hoa nào. Cô là anh em như bát nước đầy, gà cùng một mẹ chó ngoài đá nhau. Rồi cô cảm ơn bạn Hoa. Đây chính là cái câu ca dao, đó là khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đấy. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong đấy những cái câu ca dao thông qua các hình ảnh, và chúng ta thấy đó là những cái câu ca dao rất là quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, nói về tình anh em, rồi cái lòng biết ơn giữa con cháu đối với ông bà, rồi cái mối quan hệ anh em phải yêu thương hòa đồng, phải chia sẻ nhường nhìn lẫn nhau. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ca dao dân ca luôn là những cái câu hát rất là đầm thắm tình nghĩa. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những cái câu hát, những cái câu ca dao dân ca trong chủ đề ca dao dân ca. Trước hết đi vào mục một lớn, khái quát chủ đề. Một nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm dân ca. Căn cứ vào phần chú thích trong sách giáo khoa, một bạn hãy cho cô biết dân ca là gì nào? Dân ca là gì? Cô mời bạn Minh Quân nào. Nhớ cô, dân ca là những khái niệm tương đương chỉ về một loại chữ tình dân gian kết hợp với lời và nhạc, diễn tả một đời sống nội tâm của con người. Đó là cái khái niệm chung về ca dao dân ca. Còn ở đây cô đã hỏi riêng về dân ca. Cô mời bạn Kiều Phong bổ sung cho bạn Quân nào.
Dạ thưa cô, dân ca là những sáng tác kết hợp lời và nhạc, tức những câu hát dân gian trong diễn sướng ạ. À rồi, cô cảm ơn em. Dân ca tức là những sáng tác dân gian, những cái câu hát dân gian kết hợp giữa lời và nhạc trong diễn sướng. Những câu hát trong diễn sướng. Ví dụ như là hát Quan họ Bắc Ninh, rồi hát những cái bài mà chúng ta hát học nhạc ấy, học bên âm nhạc chúng ta hát bài những cái bài như là Lý Cây Đa, rồi bài Con Sáo gì đó ha, là chúng ta vỗ từ lời của ca dao sang cái lời nhạc, sang cái nhạc để tạo thành cái lời dân ca, đó là gọi là dân ca Bắc Bộ. Rồi còn khái niệm về ca dao, vậy thì ca dao là gì? Cô mời bạn Mai Phương nào. Dạ thưa cô, ca dao còn bao gồm cả những bài thơ dân gian mang phong cách nghệ thuật chung và có lời thơ của dân ca. Rồi, được rồi. Vậy thì ca dao chúng ta nhớ cho cô là lời thơ của dân ca và những bài thơ dân gian mang phong cách nghệ thuật chung với lời thơ của dân ca. Đấy. Vậy thì từ cái việc chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm ca dao dân ca, một bạn hãy đọc cho cô cái phần chú thích sau trong sách giáo khoa nè. Cô mời bạn Hoa nè. Cô coi ạ, ca dao dân ca là những khái niệm tương đương chỉ các thể loại chủ tình dân gian kết hợp lời bài nhạc diễn tả đời sống nội tâm của con người. Hiện nay người ta có phân biệt hai khái niệm dân ca và ca dao. Dân ca là những sáng tác kết hợp lời bài nhạc, tức những câu hát dân gian diễn sướng. Ca dao là lời thơ của dân ca. Ca dao bao gồm những bài thơ dân gian mang phong cách nghệ thuật chung với lời thơ của dân ca. Khái niệm ca dao còn được dùng để chỉ một thể thơ dân gian, thể ca dao. Rồi cô cảm ơn em. Vậy thì từ cái phần khái niệm, phần cái chú thích sao bạn Hoa vừa đọc, thì em hãy cho cô biết ca dao dân ca thuộc thể loại nào? Ca dao dân ca thuộc thể loại nào? Ca dao dân ca thuộc thể loại nào? Cô mời bạn Kiều Phong nào. Dạ thưa cô, là theo em thuộc thể loại em cũng không nhớ được cô. Chúng ta chú ý ở trong phần chú thích sao bạn vừa đọc xong. Đấy. Là thuộc thể loại trữ tình dân gian. Thuộc thể loại trữ tình dân gian, hay còn gọi đây là những cái sáng tác trong cái văn học dân gian. Đấy. Thể loại là trữ tình dân gian hay là văn học dân gian nhá. Và đây là những sáng tác được truyền bằng miệng từ đời này sang đời khác. Sáng tác truyền miệng từ đời này sang đời khác. Đấy. Và thuộc thể loại là văn học dân gian. Chúng ta nhớ cho cô nha, thuộc thể loại văn học dân gian, lưu truyền bằng miệng, sáng tác và lưu truyền bằng miệng từ đời này sang đời khác. Đến bây giờ thì chúng ta có chữ viết rồi, thì chúng ta dùng bút, dùng giấy để viết lại, để lưu lại. Còn trước đây cha ông ta sáng tác ca dao dân ca và những cái câu chuyện cổ tích truyền thuyết đấy, ngụ ngôn thì bằng miệng mà thôi, đấy, lưu truyền bằng miệng đấy. Và nên là gọi nó là thể loại văn học dân gian. Vậy thì chúng ta lưu ý cho cô ở đây về cái thể loại hay là thể loại văn học dân gian.
Em lưu ý cho cô luôn là thể loại văn học dân gian. Mà cụ thể đó là trữ tình dân gian. Tức là tại sao gọi là trữ tình? Bởi vì nó là sáng tác bằng thơ, à, bằng thể thơ. Nên gọi là trữ tình nha. Vậy thì hãy cho cô biết cả cái thể thơ chính của ca dao dân ca là gì? Thể thơ chính của ca dao dân ca là gì? Nào biết nào? Chúng ta thấy ca dao dân ca chủ yếu với sử dụng thể thơ nào à? Cô mời bạn Hoa nào. Em giơ tay nhầm cô. À vậy hả? Rồi bạn nào biết nào? Bạn Minh Quân nào? Dạ thưa cô, là thể thơ dân gian, thể ca dao. À, đây chúng ta gọi đây là không gọi là thể thơ dân gian. Thể thơ dân gian có nhiều loại như là lục bát nghiến thể, song thất lục bát, vân vân. À, thì ca dao có cái thể thơ chính đó là gì? Cô mời bạn Đăng Vị nào. Dạ thưa cô, thể thơ chính. Dạ thưa cô, là thể thơ chính là dân ca, thể ca dao. À, thể thơ chủ yếu đó là thể lục bát. Các em nhớ cho cô nha. Đó là thể lục bát ha. Rồi. Vậy thì chúng ta chú ý cho cô điều này. Đấy. À. Ca dao dân ca chủ yếu sử dụng thể thơ lục bát. Ngoài ra thì còn có thể thơ lục bát biến thể. À, có câu thì 7 có dòng thì 7 chữ. Đó. À, có dòng thì 4 chữ, có dòng thì 5 6 chữ. Đấy là gọi là 6 chữ rồi 8 chữ. Đấy là 4 chữ rồi 4 chữ rồi 6 chữ, 8 chữ. Đấy. Hoặc là song thất lục bát, như là tức là hai câu đầu thì 7 chữ, hai câu sau thì là câu 6 câu 8, vân vân. Đấy. Thì đó là một số cái nội dung, cái khái niệm và đặc điểm chính về ca dao dân ca chúng ta nhớ cho cô. À, để hiểu hơn thì chúng ta thấy được rằng là ca dao dân ca nó đề cập đến rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống, những cái nội dung đề tài liên quan đến cuộc sống con người. Vậy thì em hãy nêu cho cô một số cái nội dung mà ca dao dân ca nói đến nào. Mà em biết nào? À, ví dụ như là ca dao dân ca về tình cảm gia đình. Đó. Rồi ca dao dân ca về tình yêu quê hương, đất nước, con người. Đó. Rồi ca dao dân ca hay những câu hát về than thân. Đó. Rồi những câu hát châm biếm, vân vân. Đấy, đó chính là cái nội dung chủ đề tài của ca dao dân ca thường nói đến. Hả? À, vậy thì để hiểu hơn thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đấy chủ đề. Hả? Đi vào tìm hiểu chủ đề. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái bài ca dao dân ca cụ thể. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về những câu hát về tình cảm gia đình. À, những câu hát về tình cảm gia đình. Vậy thì hôm trước cô đã cho chúng ta cái nội dung câu hỏi về chuẩn bị bài. À, thì về nhà cả em đã chuẩn bị chưa? Về nhà cả em chuẩn bị bài chưa? Trong cái phần là phiếu học tập ấy. Những ai chuẩn bị rồi giơ tay cô xem nào. Bạn Dũng, bạn Phong. Có hai bạn hả? Về nhà chúng ta không tìm ở trong. Cô đã nhắc là đưa cái phiếu học tập lên này ô chat và lên cả trong cái phần tìm của lớp chúng ta rồi. Mà các em như vậy là các em chưa theo dõi được sát sao cái nội dung yêu cầu của cô nha. Rồi chúng ta chú ý.
Vậy thì tiếp tục sau buổi học này về nhà các em tìm hiểu tiếp để chúng ta chuẩn bị bài cho những tiết sau nữa nghe chưa? Cô yêu cầu trong cái phần tìm hiểu này là gì? Chúng ta đọc cả cái bài ca dao được trong cái sách giáo khoa đấy, và sẽ tìm hiểu cả cái câu hỏi, từ đó thì rút ra cái nội dung của cái bài ca dao đó. Và sau đó thì lên lớp cô sẽ yêu cầu chúng ta trình bày để các bạn cùng tham khảo và bổ sung cho đầy đủ để chúng ta nắm được bài tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào một nhỏ những câu hát về tình cảm gia đình. Những câu hát về tình cảm gia đình. Rồi các em dở sách ra được chưa? Cô mời bạn Thế Anh nào, Thế Anh đọc cho cô những câu hát về tình cảm gia đình nào. Đọc cho cô bài ca dao số đọc cho cô cả 4 bài ca dao đi. Bạn Thế Anh ơi bật mic lên. Dạ cô. Rồi em đọc cho cô bài ca dao số 1 nào. Những câu hát về tình cảm gia đình. Ít rồi. Chưa nghe gì á thì anh ơi. Em không biết ạ. Tại sao lại không biết? Cái này ở trong sách giáo khoa mà sao không biết là sao? Trang 7 ạ cô. Hả? Trang 7 ạ. Trời ơi bây giờ con hỏi trang mấy nữa? Trang 35. Vâng. Về nhà không chuẩn bị bài đúng không? Vâng. Cô là con trai Dinh. Như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước. Ở ngoài biển đông, núi cao, biển rộng mênh mông. Cù lao chín chữ, ghi lòng con ơi. Rồi, cô nhắc Thế Anh luôn. Ở bài kiểm tra thường xuyên lần thứ nhất, bạn Thế Anh không làm bài. Hôm nay sẽ sau khi cái chủ đề này kết thúc, sẽ có bài kiểm tra thường xuyên tiếp theo. Bạn Thế Anh chú ý để làm bài nghe chưa? Nhớ chứ dạ, Thế vâng Anh ạ. Vâng. Chứ không là không có điểm đâu đấy. Dạ. Rồi bây giờ em tắt mic và chúng ta chú ý cho cô. Ở trong bài ca dao những câu hát về tình cảm gia đình có 4 bài ca dao nhỏ. Chúng ta chỉ học cái bài ca dao số 1, còn 3 bài ca dao 2, 3, 4 về nhà các em tự đọc, tự tìm hiểu nghe chưa? Và cô sẽ đọc lại cái bài ca dao số 1. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Vậy thì hôm bữa cô đã cho chúng ta về nhà chuẩn bị cái bài này. Đó là lời của bài ca dao là lời của ai nói với ai. Tình cảm mà người nói muốn diễn tả ở đây là gì. Và tìm hiểu những cái hay trong cái nghệ thuật như là sử dụng phép tu từ nào, thể loại là gì, rồi âm điệu của bài ca dao như thế nào. Và tìm một số câu ca dao tương tự. Vậy thì về nhà, bạn nào đã chuẩn bị cái phần này nào?
Về nhà bạn nào chuẩn bị phần này rồi? À bạn Trung Dũng đúng không? Trung Dũng ơi em mà trình bày cho các bạn xem nha. Cô sẽ đặt em làm diễn giả ha. Rồi em trình bày ha. Dạ thưa cô, là bài ca dao thứ nhất là lời của người mẹ hát ru con. Bài thứ hai là lời của người con gái lấy chồng sao quê nói với. Trung Dũng ơi, chúng ta đang tìm hiểu bài ca dao số 1 thôi. Lời của là tác giả thể hiện tình cảm của công cha ở ngoài biển Đông và nói lên công ơn cha mẹ vô cùng to lớn. À rồi, cô cảm ơn em. Rồi bây giờ bạn Trung Dũng, cô tưởng là bạn chuẩn bị nãy thì cô cho các em làm bài trình bày, nhưng mà bạn đã trình bày xong rồi. Bạn Khả có bổ sung gì không? Rồi cô cảm ơn bạn Trung Dũng ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào cái bài, chúng ta chú ý cho cô. À, ở bài ca dao này thì đây là lời của ai nói với ai? Nhắc lại cho cô nào. Mời bạn Minh Đức nào. Cô là lời của người mẹ nói với người con. À, lời của người mẹ nói với người con. Ngoài lời của người mẹ nói với người con thì theo em còn có lời của ai nói với ai nữa không? À vậy thì chúng ta thấy là đây là lời mẹ ru con và lời người mẹ nói với con. Ngoài ra thì cũng có thể là lời của người bà ru con, ru cháu và nói với cháu à, hoặc là của một người lớn nào đó à, đang ru cái đứa nhỏ và à, nói với cái đứa nhỏ đó đấy à, về cái những cái công lao tình cảm của cha mẹ dành cho con cái và nhắc nhở à, cái đứa nhỏ, người nhỏ đó là phải biết à, ghi nhớ cái công lao đó à. Rồi vậy thì à, trong cái lời này thì muốn diễn tả cái tình cảm gì? Trong cái lời ru này thì tác giả dân gian muốn diễn tả tình cảm gì? Cô vừa trình bày rồi, giờ chỉ có nhắc lại nữa thôi. Cô mời Nhã Kim nào. Cô là tình cảm của cha mẹ đối với con cái, nhắc nhở công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. À rồi, cô cảm ơn em. À đây chúng ta thấy à, đây là thể hiện cái tình cảm của cha mẹ đối với con cái và cái lời nhắc nhở, cái lòng biết ơn của con cái đối với cái công lao đó. À vậy thì trong bài ca dao này tác giả đã sử dụng những cái phép tu từ nào ở đây? Tác giả sử dụng phép tu từ nào? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. À, cô mời Minh Quân nào. Dạ đúng, cô phép tu từ so sánh. À đúng rồi, phép tu từ so sánh. Ngoài phép tu từ so sánh thì còn có phép tu từ nào nữa hay không? Chúng ta thấy sử dụng cái hình ảnh như nhà núi ngất trời à, nước ở ngoài biển Đông à, đấy chúng ta thấy đây là những hình ảnh mang cái ý nghĩa như thế nào các em? Những hình ảnh mang ý nghĩa như thế nào nhỉ? Núi ngất trời à, nước ở ngoài biển Đông, hình ảnh này cái mang ý nghĩa à, rất là to lớn bao la đúng không? Đấy, mang ý nghĩa to lớn bao la
À, và đề ca ngợi cái công lao của cha mẹ và nhắc nhở cái bổn phận của con cái thấy cái được cái công lao đó. À, rồi tiếp theo, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đây chính là cái lời hình ảnh vừa là cụ thể vừa sinh động. À, và đặc biệt là cù lao chính chữ, đây là cái thành ngữ để nhắc đến cái công lao của cha mẹ. À, và chính chữ đó là như trong sách giáo khoa cho chúng ta biết đó là gì, là siêng năng khó nhọc. Cù lao là siêng năng, lao là khó nhọc. Chính chữ cù lao gồm này sinh cúc tức là sinh, tức là đẻ, sinh đẻ đấy, cúc là nâng đỡ, phủ là vuốt ve, súc là cho bú cho ăn, trưởng là nuôi cho lớn, dục là dạy dỗ, cổ là trông nom, phục là theo dõi để uốn nắn, phúc là che chở. Đấy thì từ cái chính chữ đó để nhắc nhở phần làm con phải gì, ghi nhớ cái công lao sinh thành, chăm sóc dưỡng dục, dạy dỗ uốn nắn, che chở từng ly từng tí một của cha mẹ với con cái. Và ở đây tác giả dân gian cũng dùng cái ngôn ngữ mang âm điệu lời ru để làm cho cái câu ca dao thêm chải chuốt, thêm ngọt ngào. Vậy thì từ những cái hình ảnh so sánh ví von như vậy thì em hãy nhắc lại cho cô cái công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái nào, cái nội dung của câu ca dao hả? Cô mời Bích Châu nào. Dạ, rồi cô mời Bích Châu. Em đọc lên cho cô đi. Dùng hình ảnh so sánh ví von quen thuộc của ca dao, vừa cụ thể vừa sinh động, ngôn ngữ có âm điệu của lời ru khiến cho nội dung chảy chuột ngọt ngào. Rồi cô cảm ơn em. Và chúng ta chú ý cô tác giả dùng hình ảnh so sánh ví von vừa cụ thể vừa sinh động, kết hợp với âm điệu của lời ru, bài ca dao đã ca ngợi công lao to lớn của cha mẹ, nhắc nhở bổn phận trách nhiệm của kẻ làm con trước công lao to lớn ấy. Đấy, chúng ta lưu ý bài vào vở, và chúng ta cùng kết thúc tiết học trong hôm nay ở đây.